Rồi, mình chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về máy cắt giang ma nha các bạn. Chiếc này đang cắt lúa sạch đó nha. Trời thì vẫn còn đang mưa nè các bạn ơi. Cũng ráng tranh thủ cắt rồi cái miếng này ha. Cái này là do chủ ruộng nói mình cắt được thì cắt nha các bạn. Trời lúc này vô bão rồi, không có khi nào mà nắng hết. Cái đất này nó sập nằm sát đất luôn. Các bạn nhớ ấn đăng ký like ủng hộ cho mình nha các bạn. Đó, thì cái hộp mưa rớt xuống thì các bạn cũng nhìn thấy luôn đó ha. Giang ma này máy chạy đồng nha các bạn. Giang ma này ở đâu bên sắp xài gì ở bên kia chạy qua bên đồng bên đây nha. Đồng bên đây thuộc về đồng Cá Mới nha các bạn. Rồi qua Kiên Giang nha. Đó, trời vẫn còn đang mưa, mưa càng ngày càng lớn lên nè. Chớp học liên tục luôn nè. Sao chủ ruộng cũng dễ nha các bạn. Chủ ruộng cắt rất là gấp rút, ngày mai nghe nói ngày mai đi đám cưới gì à. Mai đi đám cưới trên đâu Bình Dương vậy, cho nên bữa nay hối cắt rất là gấp nha. Ơi, trời mưa như thế này là nghỉ rồi đó.
đi. Muốn nghỉ rồi. Muốn nghỉ không đại rồi. Chịu đi mạng. Rồi mấy cậu vô luôn rồi các bạn ơi. Mưa quá trời mưa. Cắt được cái máy vào. Ôi. Các bạn ơi.